Video ghi lại hình ảnh một người đi xe máy cố gắng lái xe qua đường trong khi dòng nước xiết vẫn đang chảy. Ngay lập tức cả người và xe bị nước cuốn trôi. Những người đi đường đã lập tức ra tay giữ người tài xế lại, nhưng trong lần đầu, anh vẫn bị lũ cuốn tuột đi và biến mất khoảng vài chục giây dưới làn nước dữ. Người tài xế may mắn đã được những người đứng phía dưới cùng kéo lại được cả người và xe. Từ tháng 6 đến nay, lũ lụt và lở đất đã cướp đi sinh mạng của 134 người tại Nepal. Lũ lụt và lở đất cũng đã phá hủy nhiều cầu đường, nhà cửa, hoa màu, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng tại quốc gia châu Á này.